Chào mừng các bạn đến với blog Drupal.com. Đây sẽ là một cái video bài học nhỏ nhỏ thôi. Thì trên website thì tôi vừa mới tạo một cái captcha cho cái chức năng đăng ký. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái module captcha này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải download cái module này về. Đây là module captcha thì tôi sẽ download nó về. Tôi sẽ bỏ nó vào trong thư mục module demo site module community. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt. Các bạn chịu khó chờ lâu một xíu hơn hoặc là có thể tua qua cái khúc mà nó đang cài đặt này. Bây giờ thì nó đã cài đặt xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình. Thì ta sẽ vào config Drupal captcha. Bạn thấy trên màn hình đây là giao diện cấu hình của captcha. Thì sau đây tôi sẽ thêm cái captcha đó vào cái trang register. Đây là trang web, còn đây là trang local của tôi. Thì các bạn thấy là hiện tại nó chưa có cái captcha. Sau đây tôi sẽ thêm nó vào. Thì ở trên đây bạn sẽ lấy cái form ID. Form, đây là cái ID của form. Hoặc là ta có thể tìm một cái hidden. Đây. Input hidden form ID value là user register form. Copy nó vào trong cái ô này và ta sẽ sử dụng cái captcha là image captcha save. Thì các bạn thấy thì cái nó đã hiện ra cái captcha rồi và chúng ta sẽ chỉnh lại một xíu đó là cái tôi sẽ tắt cái description. Đó.
Hiện tại thì nó đang nằm ở phía dưới, chúng ta sẽ đứng lên phía trên. Ở đây thì tôi sẽ viết một cái hàm. Đây là cái module tôi đã tạo và cài đặt nó vào. Thì tôi sẽ viết vào trong này. General là tên của module và for start from. Thì đây là một cái hook của Google. Chúng ta sẽ sử dụng cái hook này để chỉnh lại cái form. Trong đây thì có tôi sẽ xem cái form này nó chứa gì ha. Chúng ta sẽ phải xóa Google Cache. Ta sẽ xem lại. Sao nó vẫn chưa có cái gì hiện ra đó. Ở đây tôi đã viết thiếu là user register form enter, bắt đầu liên kết lại. Sau khi liên kết thì chúng ta sẽ refresh lại cái trang này. Đây là cái array form mà tôi đã sử dụng Rumo để tôi in ra. Đây là captcha. Và tại vì cái quay của nó thì cao quá cho nên nó sẽ chạy xuống dưới, nó cuối cùng nó tôi sẽ cho nó giảm xuống. Cho nó bằng không trước nha. Thì cái hàm Chrome này là các bạn phải cài một cái module, đó là module develop của Google. Ta sẽ vào xem. Xong trong khi đợi nó vô cái module thì ta sẽ xem lại. Đây các bạn có thể thấy là nó đã chạy lên trên cái nút button này rồi, thì nó nằm ở đây là hợp lý rồi. Sau đây thì tôi sẽ thêm nó vào trong cái form liên hệ, thử nó vào đây. Ta sẽ tìm cái form ID. Đây là form ID, form client form. Đưa nó vào đây, sử dụng hình ảnh. Nãy tôi nói là cái lệnh promo này thì nó sẽ thuộc cái module là develop. Các bạn có thể cài cái module này vào, nó sẽ sử dụng nó giúp ích.
cho chúng ta là khi mà chúng ta viết code thì chúng ta sẽ debug ra được các cái array, các cái object. Đây, nó đã được thêm vào rồi, nó rất là đơn giản để sử dụng. Thì ở trong đây nó còn một số cái setting nữa, bạn có thể vào captcha và vào cái link main captcha này. Thì ở đây nó có những cái đây là cái ví dụ và đây là cái chữ mà nó sẽ hiện trong cái hình này. Thì bạn có thể set cái ký tự trong này, code length là cái chiều dài và font, font size vân vân, hình background. Thì ok, và tôi sẽ kết thúc cái video đây, và đây là chỉ là một cái video ngắn để hướng dẫn các bạn sử dụng captcha thôi. Thì trong thời gian qua vì một số lý do nên tôi không thể tạo tạo video blog được, và hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm lại. Rất cảm ơn bạn các bạn trong thời gian qua đã xem blog và comment, subscribe. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã sử dụng blog google.com.